Hôm nay là chúng ta sẽ tiếp tục với một cái series tiếp theo. Thì phần này sẽ là phần mở rộng với chủ đề hôm trước đó, là mình có đề cập với chúng ta trong việc là chúng ta sẽ xây dựng và chúng ta sẽ thiết kế ra một cái mô hình tiêu chuẩn cho một khách sạn. Và thì lúc này bây giờ bạn, thì series trước đó, thì mình có hướng dẫn như là cách chúng ta sẽ tư vấn này, chọn lựa và chúng ta sẽ nhắm ra đúng một cái ông nào đó, gọi là cái ông đơn vị cung cấp thiết bị mà có năng lực và có cái khả năng vận hành hệ thống trong ta. Vậy thì trước khi mà mình vào cái chủ đề chính này bạn, thì ở đây thì mình sẽ đề cập với chúng ta một số cái ý. Mình sẽ tóm tắt lại một số ý chính trong series trước để giúp cho chúng ta sẽ nhận định đâu sẽ là một cái ông, gọi là một cái đơn vị, một cái nhà thầu cung cấp đúng, đủ năng lực và có tầm nhìn. Đầu tiên bạn, khi mà chúng ta thiết kế bất kỳ một hệ thống nào đó thì điều đầu tiên là chúng ta phải chọn đúng đơn vị có năng lực. Thực tế bây giờ bạn có thể chọn những đơn vị không có năng lực thì cũng được thôi, chứ không có hết. Bạn có thể chọn đơn vị không có năng lực cũng được thôi, nhưng sau này ai khổ? Bộ phận công nghệ thông tin hoặc là bộ phận kỹ thuật sẽ khổ. Thứ hai nữa là khách hàng. Vậy thì khi mà chọn sai một cái ông mà không có năng lực, dẫn tới là hai người khổ mà không có người nào vui. Hai người khổ đầu tiên là cái bộ phận kỹ thuật, cái bộ phận mà quản lý hạ tầng công nghệ thông tin đó sẽ là người chịu khổ. Cái phần vấn đề thứ hai là khách hàng. Khách hàng mà không sử dụng được mạng, họ sẽ đánh giá rất là tệ hại. Và chúng ta đơn giản này, nếu như chúng ta là một khách sạn này, mà khách sạn ta đón tiếp toàn là những đoàn khách từ Nhật Bản và Hàn Quốc qua mà để sử dụng wifi, kiểu này là xác định liền mà. Thì lúc này khách hàng họ sẽ vào một số trang, ví dụ trang OTA, ví dụ trang Booking hay TripAdvisor, họ sẽ đánh giá. Và lúc này tự động những người dùng khác, những người ở những nước khác họ đánh giá, nhưng mà họ nhìn vào cái chất lượng đánh giá vậy là chắc chắn mà sẽ bị mất khách đi. Và thì lúc này bây giờ bạn nó xoay quanh lại các vấn đề, tức là cái mạng mà chúng ta đang sử dụng, cái mạng wifi thực tế nó là ngành dịch vụ chứ nó không phải là ngành tạo ra sản phẩm. Và cái ngành dịch vụ thì một là được, hai là không, chứ không có hơi. Và thì lúc này bạn, khi mà chúng ta biết được cái kết quả rằng nếu mà chúng ta chọn một đơn vị không có năng lực, nó sinh ra chúng ta hai vấn đề đó. Vậy thì lúc này bây giờ quay lại chọn đơn vị có năng lực. Và thì bây giờ bạn nó sẽ xoay lại vấn đề là tìm cái ông có năng lực. Vậy cái ông có năng lực chưa đủ, mà cái ông phải có tầm nhìn. Các bạn, ông có tầm nhìn sao? Ông sẽ có tầm nhìn bởi vì sao? Khi mà thiết kế cho một hệ thống mạng, cho một khách sạn nói chung bạn, và nhiều cái hệ thống mạng khác nhau nói riêng, thì ông có tầm nhìn để làm sao? Để từ khi mà ông nhìn xuống hệ thống đó, thì lúc này ông sẽ thấy được cái cách để sau này mở rộng hệ thống. Và lúc này sau này bạn, khi mà khách hàng họ muốn mở rộng một nhu cầu, ví dụ họ tích hợp thêm một hệ thống thứ ba, họ muốn xây dựng một cái ứng dụng đó trên hệ tầng đó, thì làm thế nào để cho ra được là cái phương án để giúp cho cái người mà người ta tích hợp vào họ sẽ có cái nền. Vậy bản chất của chúng ta khi mà chúng ta đi xây dựng mạng là chúng ta đi xây dựng cái con đường, và sau này cái ứng dụng sẽ chạy lên con đường đó. Nó giống như vậy, nhà nước sẽ đi xây dựng, mở đường, xây dựng đường xá làng mạc, còn sau đó là tư nhân sẽ là xây trên đó, sẽ đưa vận chuyển kinh doanh trên đó. Và thì chúng ta cũng quay lại với cái mô hình mạng của ta, là chúng ta sẽ đi xây dựng một hạ tầng mạng để sao, để cho lúc này các ứng dụng nó sẽ được chạy ra và đảm bảo vấn đề hiệu suất, kể cả các phương pháp ví dụ liên quan tới tối ưu dịch vụ này, các phương pháp liên quan tới việc là quản lý băng thông vân vân và vân vân đó. Như vậy, vậy thì đối với trường hợp này là cái nhà cung cấp thiết bị, hay mình hay gọi là nhà thầu, phải có tầm nhìn sâu. Cái ông mà năng lực là có tầm nhìn. Vậy thì lúc này bây giờ nó vui như này bạn, nó sinh ra chúng ta một trường hợp này. Có thực tế mà nói bạn, có rất nhiều các đơn vị, những cái nhà gọi là những chủ tư bạn, họ thực sự họ không có cái năng lực về vấn đề thiết kế hệ thống, họ không biết, tức là ta gọi là không có am hiểu, tức là không có am hiểu về hệ thống mạng. Cho lúc này bây giờ nó sinh ra là những ông nhà thầu và những ông nhà phân phối luôn bạn, ông lợi dụng vào sự thiếu hiểu biết về tầng mạng để bắt đầu họ đưa vào đó những cái vấn đề, tức là đưa vào đó những thiết bị quá sức là tưởng tượng. Để lúc này mình mới gọi ra một tình huống mà trước đây bạn, cách đây một tuần mình có trao đổi với một số bạn thuộc, là nó đưa ra một cái câu nói rất hay nè. Những ông phân phối, những ông nhà thầu bạn, ông lợi dụng một sự thiếu hiểu biết của chủ tư, của người dùng cuối để ông làm tiền. Cho lúc này bây giờ nếu mà chúng ta đi xoay quanh xoay lại thì chúng ta thấy một điều rằng là nếu mà lợi dụng đó như vậy thì chúng ta nghĩ sao? Nếu chúng ta là chủ tư thì ai đó họ lợi dụng vậy thì chúng ta chấp nhận được không? Cho nên xét về người ta khi mà đã triển khai hệ thống thì chúng ta đứng công nhận kho khách hàng cuối là chúng ta phải xác định và chọn lựa được đúng một đơn vị thực sự có đầy đủ các năng lực để đảm bảo được về cái quyền và lợi sau này. Chứ thực tế mà nói bạn, hiện tại giờ mấy ông chủ tư không đấy, ông không đấy mạng đó, nhưng hóa ra sau này mà cái ông mà tiếp qua hệ thống đó, ông sẽ xảy ra một số vấn đề gọi là nó ảnh hưởng lên tới mức độ ông chủ tư. Và gần đây nhất thì MVN có xử lý một cái dự án tại Phú Quốc bằng ý chang luôn.
y chang là hệ thống nó sử dụng thiết bị của Mytic gần như là tới 99.99%. Mà lúc này bây giờ quay lại trường hợp là giờ cấu hình không biết cấu hình, kể cả là các thiết bị đứng nguyên mà chạy cuối cùng một lúc đây luôn ạ. Và thì cái chủ đề hôm nay bạn là cái chủ đề sau cái chủ đề hôm trước mình đề cập chúng ta liên quan tới việc là chọn lựa cái nhà tư vấn này, nhà cung cấp thiết bị và thiết kế hệ thống cho bạn khách sạn. Và chủ đề hôm nay bạn, hôm nay chính xác là phần swipe bạn, đây là phần swipe. Phần này bạn là mình sẽ đề cập với chúng ta, đây là cái kiến trúc hệ thống bạn khách sạn bạn. Đây là phần này mình sẽ đề cập chúng ta liên quan cái kiến trúc hệ thống mạng khách sạn. Đây là mạng khách sạn. Thực tế thì tại sao là MVN lại chọn ra tiêu chuẩn này và không chọn ví dụ kiến trúc mạng hệ thống mạng nhà máy? Thì thực tế nó có một cái form. Cái form thì bây giờ thì mình sẽ báo cho bạn một cái ý như sau nè. Giờ mình báo đây, chỉ cần làm ý trang này là được hết, không cần hiểu. Vậy thì nó sẽ có một cái form tiêu chuẩn cho toàn bộ hết tất cả hệ thống. Thì hôm trước thì khi mà tham gia vào cái sự kiện gặp gỡ người dùng bạn thì có một số hãng nói bây giờ trong thiết kế hệ thống mạng có cái hệ thống nào mà sơ đồ tiêu chuẩn để tôi làm áp hết hệ thống không, áp hết tất cả các mô hình, ví dụ trường học này, nhà máy này, bệnh viện, khách sạn, mình nói có. Và hôm nay giờ mình sẽ đưa cho bạn một cái sơ đồ tiêu chuẩn, bạn cứ lấy ra bằng áp hết tất cả các mô hình chạy hết. Và lưu ý, muốn thiết kế được hệ thống đó phải lấy từ yêu cầu ông chủ tư ông muốn gì thì lúc này chúng ta mới thiết kế, chứ không phải bây giờ bạn nói thiết kế tới khách sạn là bắt đầu đưa hết list. Và ở Việt Nam bạn, mình nói tới gần như 99% mà ông nhà thầu, mà ông nhà cũng có thiết bị, mà ông đại lý nói tới khách sạn là phải vẽ ra mô hình này, mô hình ý trong mô hình này, còn cái ông chủ tư không thấy được kết quả. Bởi vì thật sự thì ông không có chuyên, ông không biết lợi dụng điều đó. Ông bày vẽ ra hết mô hình gồm có firewall đồ vô, cùng có firewall. Và bạn nhớ là cái lần tấn công gần đây nhất vào cái hạ tầng của VNREX bạn thì tấn công vào firewall bạn, vượt qua nó luôn. Trong lúc này, đối với trong trường hợp này bạn, là mình bảo cho chúng ta rằng là khi thiết kế hệ thống mạng đừng bao giờ dựa vào ông nhà phân phối, dựa vào ông đại lý hay dựa vào nhà thầu. Tại sao? Nhiều khi nó ghi vậy cho nó làm được đâu, mà thực tế là nó cái tỷ lệ mà thiết kế nhà hệ thống đạt được thì ít lắm. Mà ở đây mình không phải gọi là phủ nhận là tất cả những nhà phân phối Việt Nam, mà hầu như tất cả dự án mà em đi ngang qua thẩm định là fail hết đó. Như vậy, vậy thì bây giờ lúc này là vẫn khuyến nghị các khách hàng là chọn ông có lực cài đặt, sau có tầm nhìn thôi. Bây giờ bạn, khi mình đưa vào khách sạn này, tại họ yêu cầu đầu tiên cho bạn luôn hai hệ thống này. Đầu tiên bạn là cái hệ thống thiết kế cho hạ tầng 1 gigabit chuyển tiếp trong mạng, và một hạ tầng là 10 gig. Và mình chỉ cho bạn luôn cách sau này bạn đấu nối cứ mở rộng tầng là áp vô. Ví dụ đầu tiên em có một khách sạn 10 tầng, sẽ em bung lên 20 tầng, em bung lên 100 tầng thì sao? Thì lúc này mình sẽ đề cập chúng ta gọi là hệ thống mạng phân cấp. Mạng phân cấp đó, phần này mình sẽ đề cập bạn sau bạn. Phân cấp đó, phân cấp là nó phân ra nhiều cấp độ để tải. Ví dụ cái câu nói mình hay nói với chúng ta nè, thiết kế một hệ thống mạng cho một con access point thì dễ, nhưng mà 10 con thì bắt đầu thiết kế cho 20 con sẽ vào, và thiết kế mạng wifi cho 100 con access point chắc chắn sẽ khác với 10 con access point, và thiết kế mạng wifi cho 1000 access point sẽ khác với 100 access point chắc chắn luôn. Vậy thì lúc này bây giờ chúng ta tiếp cận hệ thống này, bây giờ đầu tiên là chọn lựa thiết bị sao, 1 gig tới sao bạn nhớ nè. Ở trong khách sạn bạn thì người ta nói là nó có mấy loại lưu lượng, ở đâu nó hai loại lưu lượng chính. Thứ nhất là lưu lượng chuyển mạch và lưu lượng định tuyến, mình ghi viết tắt bằng lưu lượng chuyển mạch đó. Thứ hai là lưu lượng định tuyến đó, mình ghi sơ cho bạn dễ nhìn nha, định tuyến xong. Vậy chuyển mạch sao, định tuyến sao? Cái gì mà từ trong khách sạn mà truy cập ra internet gọi là định tuyến, còn cái gì mà truy cập trong cùng một khách sạn gọi là chuyển mạch. Ví dụ ông Mỹ Lệ Tâm nó truy cập vào phần mềm quản lý khách sạn để nó thêm khách hàng vào thì đấy gọi là truy cập chuyển mạch bên trong. Nhưng bây giờ cũng biết Lệ Tâm nó truy cập vào email của Google thì đó gọi là định tuyến, mà còn nhiều phương pháp định tuyến nữa. Vậy thì đây là hai lưu lượng. Vậy bây giờ mình vẽ ra bằng hai sơ đồ, nói chung thì các bạn cần áp y chang là chạy, chúng cần phải suy nghĩ nhiều, cũng cần phải nhờ tới cái ông phân phối đại lý chặt, cứ áp và chạy. Mục đích đầu tiên khách sạn ít nhất bạn phải có 3 line internet, thường thường mình hay cứ ngày 3 line, 2 line dự phòng và 1 line chính. Đầu tiên
Đối với mẫu kết đầu tiên bạn là người ta sẽ sử dụng ra bạn. Đầu tiên sẽ là hai bộ tuyến. Đây cho bạn xem đây, cái hồ sơ đây các file, đây file thiết kế đây để đào tạo này bạn, đào tạo đầu tiên. Ví dụ xem này. Đầu tiên đối với hạ tầng mạng một quýt thì chúng ta có gì? Đầu tiên hai đường, ba đường internet, vô đài, vô đài, vô đài, mình ghi là WAN 1. Đây là đường WAN 2. Đây là đường WAN 3, đúng không? 3. Sau đó là chúng ta sẽ tới lên là 32 bộ tiếng CCR 2004. Đó, bạn sẽ có hai bộ CCR 2004. Và lúc này một bộ tuyến sẽ có hai sợi internet. Đó, thấy chưa? Và một bộ tuyến là sẽ có một sợi. Đó, thấy chưa? Trong đó hai đường này là hai đường backup. 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 Đó là đường chính nè, XC. Đó, xong. Sau đó thì đây là hai router. Mình nói ra đây là hệ thống dự phòng nha bạn, mình đang nói là hệ thống có dự phòng nha. Sau đó là bắt đầu là xuống nữa là switch. Switch nữa bây giờ em sử dụng là đây switch, switch em sử dụng là CCR 2004. Mình nhớ có mã nào là 12S. Đây bạn. Cho xem ra đây. Mã đây bạn. Đây. Bây giờ bạn nhìn cho mình một hình nha. Đầu tiên bạn vào mình trang chủ là microtik.com. Sau bạn vào cho mình tiếp tục nữa là một headware. Sau đó bạn sẽ chọn tới cho mình cái mã sản phẩm là routers. Đây, mã này bạn. Đây. 12-1G. Nó có là 12S. Đó, thấy chưa? Đó, thấy chưa? Đang cho xem nha. Rồi, tương tự CCR 2004 12S. Đó, như vậy xong. Và lúc này đây là hai switch con. Xem nói đây, em nói đây, nói đây. Đây em nói đây. Hai nó thấy nó đẹp bằng đó, thấy chưa, đẹp bằng chơi luôn. Xong, đây là switch co chính, đây switch co dự phòng, đây ghi là switch co chính SW9. Đây SW dự phòng đó, thấy chưa. Rồi xong, vậy thì bây giờ tầng 1 sao, tầng 1, đây tầng 1. Tầng 1, tầng 1 này của em là có hai switch. Hai switch, một switch PoE cho Xboy và một switch LAN cho các thiết bị PC laptop. Ở đây em có hai mã là CRES 32624G 2S cộng, đây là switch LAN. Xong có tiếp tục là mã PoE là CRES 32824B 4S cộng. Đó, anh này là dành cho LAN. Đây bạn nhớ nha, anh này là dành cho LAN đối với các thiết bị, ví dụ là liên quan tới PC này, laptop này đó. Còn anh dưới là dành cho cái Xboy và dành cho camera. Đó thấy chưa, Xboy camera. Đó thấy chưa, hai mã. Và lúc này hai mã chỉ bằng chiêu này. Hai mã này anh sẽ kết nối như sau. Đây anh kết nối rồi đây. Một anh này, một anh này. Xong. Sau đó anh dùng tiếp một sợi dây anh kết nối với này dự phòng. Đó, thấy dự phòng thấy chưa? Đó, thấy dự phòng chưa? Đó, thấy chưa? Kết nối vậy. Một con switch tầng sẽ kết nối vào hai con switch con. Vậy thì bây giờ bạn chỉ bạn chiêu này. Nếu mà một sợi dây nào đứt thì người ta thêm một sợi vô, người ta sẽ thêm dây vô, đã thêm dây vô, thêm dây này, thêm dây vô. Đó, thấy chưa? Thêm dây vô, hai sợi. Khỏi sợ đứt, đó anh không? Vậy thì chỗ này em thêm siêu sợi dây cho khỏi đứt. Tôi gọi bonding các bạn, đang em thêm sợi dây vô. Tí mình chỉ bạn phương án dự phòng nè. Đó, đúng chưa? Xem thêm sợi dây vào, em thêm sợi dây vào. Đó, em thêm sợi dây vào chưa? Đó, thấy chưa? Em thêm sợi dây vào. Đây gọi là dual link. Thấy chưa? Dual link, hai link. Rồi xong. Vậy giờ sao? Đây. Đây là con router chính. Đây là con router dự phòng. Vậy bây giờ cấu hình sao? Nếu mà muốn một con router chính, một con router dự phòng thì chỉ cần cấu hình cho mình là đây đây nhớ nhớ nha, hai này này, hai này này, hai này nha. Thì cấu hình cho mình là VRRB dự phòng, dự phòng hai con router. Router chết chịu router này. Rồi xong. Hai sợi dây này lỡ một sợi dây nó hỏng cổng, hư đuôn thì dùng cái gì? Hai sợi dây này, hai sợi dây này thì dùng cho mình tính năng là bonding. Rồi xong. Hai con switch này switch chính chứ không luôn và các đường đi.
thì hai ông nội bạn Ham này nè, hai axit này dùng giao tức vòng lặp là STB, RSTB hoặc MSTB hết xong. Vậy thì cái ông này sao? Ông này chất xác là ông chỉ đường. Ví dụ sao? Bây giờ hiện tại chỗ này đúng không? Em gắn 3 của AB. 3B đúng không? Đâu AB đâu cho em xem. Đây, 3B đây. AB1, AB2, đó chưa? AB3. Đó, mình có 3B. Vậy thì bây giờ bạn khi mà một cái điện thoại nó kết nối vào smartphone thì dữ liệu đi sao? Dữ liệu đúng không? Đây dữ liệu đây. Dữ liệu nó kết nối ra nó chạy ra. Đây cho mình dữ liệu nha, dữ liệu đi sao? Đây đi đây. Để mình nhìn nha. Đây đây là vũ trụ dữ liệu đây nè. Dữ liệu sẽ đi qua đây, đi qua con xích chính. Đi ra con router chính, ra internet. Vậy bây giờ lỡ như con router chính nó chết thì đi sao? Nếu router nó chết rồi thì anh đi đây. Thì đi qua switch chính sẽ đi qua router dự phòng ra mạng hết. Hết. Nhưng bây giờ ác bạn bây giờ chết sao? Bây giờ nó chết con switch chính thì sao? Chết switch chính rồi thì đi tiếp đây. Chết switch chính rồi, chết switch chính thì em đi qua switch phụ ở đường này đó, đi qua switch phụ. Đi ra lại router chính lên thôi, hết. Nó dễ ờm. Vậy thì đối với hệ thống này, một số bạn nói là những tính năng nào chỉ cần làm 3 tính năng chính được rồi. 3 tính năng chính. Đầu tiên hai con router này các anh chính là dự phòng thì dùng VIP trên mình tích có. Máy sợi dây hai thiết bị của nó bằng một sợi dây thì nguy hiểm quá. Lỡ đâu module nó hư thì sao? Thì lúc này người ta sẽ dùng hai sợi dây, hai sợi dây dùng một đi. Sau đó em lắp vô hai con switch này, hai con này làm switch co. Thì nếu em muốn đi chỉ đường đi qua đây qua kia vậy, hay chỉ qua đây hay qua đây qua kia thì sẽ dùng anh này đó, xong thì dùng anh này chạy xong hết đơn giản. Vậy thì bây giờ đo tốc độ sao? Đo tốc độ, ví dụ bây giờ em nói ủa anh, bây giờ em có thêm mấy con server thì em lắp sao? Chỉ luôn. Nếu bây giờ mà em có mấy con server thì cái chỗ này nè, em phải bung ra một con xích nữa, em thêm con xích nữa. Đây mình ghi là đây xem xích nào. CCR2004 và em không có nói y chang này đó. Và sau em nói các server vào đây. Vậy thì đây là một switch, hai switch, giờ có ba switch. Switch này nè, switch này cũng có nối trực tiếp vào anh này và anh này. Vậy về nguyên tắc anh này sẽ có nối trực tiếp vào router này chạy ra, nói chưa đó. Như vậy sao? Vậy thì bây giờ đo sao? Đo lưu lượng chứ bạn định tiếng sao? Đo, em sẽ lấy hai máy tính em gắn đây, xem đo lưu lượng truy cập về host server này và truy cập lại. Đo đây là đo thông lượng với mặt. Thứ hai là đo phép đo là đo truy cập ra internet. Đo kia, đo từ đây ra internet để đo được tốc độ một gig đối với cái mạng này của mình. Đó, bạn thấy chưa? Đơn giản không? Vậy chỉ cần ném mình ba ý chính đối với sơ đồ này. Thực tế như là sao? Thì cái sơ đồ bằng áp cái máy khu được, cái sơ đồ giờ bằng áp cái bệnh viện phòng được hết. Vậy ví dụ bây giờ em có thêm tầng 2 sao? Thì tầng 2 của em cũng có hai xích này. Một xích là cấp cho lên cho máy tính bàn bạn, ở một số máy chấm công nữa. Còn xích thứ hai xích DUI, xích này là cấp nguồn cho export và cam này. Thì em có tầng 2 y chang. Em cũng nói tới hai này cũng hai sợi y chang. Tầng 3, tầng 4, tầng 5, tầng 6, tầng 7, tầng 8, 9, tầng 10 thì làm gì chang hết cho mình. Sao? Vậy bây giờ ví dụ cái này là bây giờ triển khai cho mô hình nhà xưởng, nhà máy đi. Thì đây là xưởng 1 nè. Xưởng 1, xưởng 2, 3, 4 y chang. Đây là hạ tầng tủ trung tâm. Bây giờ em triển khai cho bệnh viện cũng y chang. Đây là tòa A, tòa B, tòa C. Nhà A, nhà B, nhà C. Triển khai cho trường học cũng y chang, làm y chang luôn. Không khác hết. Vậy xong. Vậy nhưng mà ở đây mình nói bạn là mấy cái này bạn bây giờ bạn lên mà bạn tìm không có ông nào nói bạn. Không có cái ông nào nói đứng mà nói như này mà nô tả chỗ này, người ta sợ bạn, người ta sợ là lộ nghề, lộ bí kíp. Cái thực tế đối với các kiến thức của Mintic thì hoàn toàn công khai hết. Nếu bạn cần biết thêm thông tin chi tiết các bạn thì vào trang là headstockmintic.com. Bạn xem được hết tất cả các hướng dẫn về kỹ thuật của Mintic đơn giản và nhiệm vụ của MVN là hiện thực hóa nó ra bài toán thực tế. Vậy cho thực tế bây giờ máy này mình lên mạng tìm ông nào chỉ, ví dụ như bây giờ là
hai sợi dây này cái gì không thấy bạn, gần như không biết. Cisco sẽ có dây thức là LACB, còn Mintic sẽ là bonding, và LACB chỉ là một phần nhỏ trong bonding thôi. Đó, anh thấy chưa? Vậy đây là hạ tầng, mình bóc cái này mình làm cho khu du lịch cũng được, mình làm cho resort cũng được hết. Tí nữa mình cho xem cái resort, cái mạng resort xem như nào. Xong, vậy bây giờ chuyển qua 10G thì y chang, thay thế mỗi thiết bị. Vậy thì một số bạn nói đâu, bây giờ anh cho em xem cái 10G, em xem 10G đây, đầu tiên. Ôi trời, cái này nó còn có cái khu du lịch bằng 25G bạn. Thì tạm thời bây giờ mình cho bạn xíu là mạng 10G đầu tiên đúng không? Bạn có 3 đường quang, bây giờ mình tạm thời ít cái đường quang này bạn, mình nghĩ sao? Đối với mạng 10G á, đầu tiên người ta sử dụng là CCR2116. CCR2116. Đó bạn. Rồi. Ở dưới này bạn họ vẫn sử dụng tiếp tục là CCR2004-12S. CCR2004-12S. Đó, thay mạng đó chưa? Đó, xong. Quy tắc thì cũng nói y chang. Hả? Xong. Rồi cũng nói xuống hai tầng y chang này bạn, y chang. Y chang khác chút hết. Đó hết. Chứ có gì đâu. Nó dễ ờm mà nó dễ gì đâu mà dễ. Đó, xong có thay đổi thiết bị thôi. Nhưng bạn nhớ một điều nha, đối với các thiết bị của Mintic á là hiệu suất hai ông như nhau á, nhưng mà hai ông cấu hình bình thường, cấu hình mấy thiết bị ở nhà bạn thì dễ lắm, bấm là chạy. Nhưng lên mấy dòng cỡ dòng này bạn, cái dòng này bạn là sao, dòng này sao vậy chị bạn? Đối với việc bạn nào mà nói bạn bạn cấu hình cho một con router ở nhà chạy được hết á, sai là bạn chạy, bởi vì cái lưu lượng truy cập ở nhà nó ít. Nhưng bây giờ bắt đầu này, khi mà triển khai trong các khu vực ví dụ resort bạn, hoặc là khu du lịch á, thì cái thông lượng nó lên cao lắm bạn, có khi lên hàng chục gig. Thì lúc này khi mà thông lượng nó đạt được tới mức đó thì lúc mình bắt buộc là có mình phải rất chuẩn chỉ, chỉ cần một thuộc tính xanh hoặc là dư bạn là nó làm hiệu suất tăng lên liền. Vào hôm trước bạn, đây hôm trước bạn ở trong cái bệnh viện bạn, hay bạn thực tế đây cái bệnh viện và cái trường đại học, một trường đại học công lập, đâu đó tầm khoảng 10.000 sinh viên, nhưng mà cái giờ cao điểm truy cập nó chỉ có 2.000 sinh viên thôi, mà sử dụng anh router CCR1072 nó lên hết, nó lên full cái hiệu suất luôn, 100%. Thì lúc này bây giờ mình nhìn đây là mình mới thấy đây là nguyên nhân ở đâu. Đây bằng là lên 2.000 sao thì lên full 100% CPU. Thì lúc này tá quan cái là ta nhìn vào cái cấu hình trong thêm bánh gỗ có tùm lum tà la tà lưa, còn không đâu đâu bạn. Thì khi bạn nhớ nha, năng lực của hai anh kỹ thuật bộc lộ ra khi nào? Khi mạng nó có lưu lượng lớn. Thì khi mà mạng nó sinh ra lưu lượng còn vài gig bạn, thì lúc này ông hay ông A hay ông B giỏi hơn nhau là từ đó mà ra. Tại sao? Nếu như mà chúng ta đối với những tình huống cơ bản thì không sao, nhưng mà riêng đối với cái đó mà chỉ còn một cái sai sẽ bộc tăng là liền. Còn đối với trường hợp mà bạn cấu hình cho mấy cục wifi hay mấy con router ở nhà là chuyện quá bình thường, chúng ta không chắc thôi. Nhưng khi mà đưa trong môi trường mật độ lớn nha, một quy tắc nhỏ coi chừng. Đó, bạn lưu ý nha, đây là phần mình cẩn trọng cho anh thực tế gặp cái này hoài. Ông nói là ông kia ông xây dựng hạ tầng mình cái nhưng đây, cái khách sạn ở ngoài ở ngoài Quảng Ninh bạn, một khách sạn mới ở ngoài Quảng Ninh nè, nói là xây dựng này ghê lắm. Sau đó bạn biết không, sau khi mình làm này xong đúng không, sau đó bạn là lúc này bây giờ bạn là cái ông chủ tư á, ông thấy sao mạng yếu á, trong hợp đồng là mạng 10 gig ta, xong nó yếu thế. Thì lúc này bây giờ nó tá qua một trường hợp bạn là cái hạ tầng tàu tầm bậy, có tầm bậy. Ôi đất ơi, cánh nguyên chị y chang bạn, cánh như này bạn cũng không có hình hết á. Cái y chang lúc này lòi ra là một ông phân phối Việt Nam, là cũng là ông gọi là phân phối chính của Mintic lòi ra vụ này. Mới đâu bạn? Thì lúc này ông nói là 10 gig thiết bị là 10 gig thiệt đó chứ, nhưng chạy không được. Thì lúc này ông nói là quá sao cái mạng trong cái dự án này yêu cầu là thiết kế mạng 10 gig mà ta, mà sao giờ wifi chập chờn hết ta. Thì lúc này đối với em vào thẩm định này lòi ra nghe vấn đề là nhiều khi bạn không cho người ta xem cấu hình, nhưng mà với cái quyền lực ông chủ tư là lòi ra hết, lóc in vào vui là ông đưa tôi tài khoản em binh thì tôi soi vào tôi biết được chứ. Cho nếu mà trong trường hợp và ông chủ tư mà ông không làm rõ cái trách nhiệm ra bạn, cái trách nhiệm của ông mà trách nhiệm của ông nhà thầu bạn, thì lúc này bây giờ nguyên cái này sau này ai khổ, tức là ông bộ phận kỹ thuật
ở dưới sàn sẽ khổ và khách hàng sẽ là người chịu trận. Và cuối cùng là cái kết quả kinh doanh rằng là dẫn tới hợp là các khách hàng, những đoàn du lịch từ Hàn Quốc Nhật Bản tới, họ sẽ lên cái trang khác, họ đăng lên, họ báo là mạng tệ, là lúc tự động chỉ số sàn xuống ngay liền. Đó là một cái vấn đề nhỏ thôi nhưng mà nó ảnh hưởng tới bạn biết như nào á. Mà đặc biệt là lưu ý là những cái đoàn lưu trú từ Nhật Bản, Hàn Quốc, đó là những đường nó gọi là hàng sang bạn, họ có thể chi tới cả ngàn, cái vài ngàn để họ đi du lịch ở tại Việt Nam mình. Nên đây là một bài toán đơn giản. Vậy thì đây là cái xương để chúng ta dễ hình dung. Và nhiệm vụ chính bây giờ mình nói bạn là chỉ cần làm tốt mình ban này xíu, còn cái là VLAN. Đây thêm bổ sung bonus cho bạn, khuyến mại bạn thêm cái tính năng là VLAN về tập làm. Ở đây thật sự mình nói cái kênh Meeting Việt Nam này nó có tới 90% kỹ thuật á. Thì yêu cầu đầu tiên là về tập làm ban này, bốt này trước. Làm không được thì đăng ký các khóa học của Meeting Việt Nam có hết. Còn bây giờ bạn vui này nè, không đăng ký học, mò đâu không mò cũng thấy hỏi đi làm cho ta hay cho bạn. Cái này là đúng chất, người ta gọi là ăn thật mà làm giỡn, tức là sao? Học thì không thấy học. Ví dụ như là vừa rồi là xử lý cái vụ là Viettel Hà Giang bạn, cũng vụ này nè, y chang vụ này nè. Sau đó là tên là VMT Đồng Nai như đó bạn. Xử lý nhiều đống lắm. Không, trong lịch đào tạo không thấy của tụi ông học đâu, ta không thấy học đâu hết. Mà cũng không thấy hỏi. Mà xuống thì xuống khách sạn thì người ta hỏi là cái này là do Viettel Corporation ở tại tỉnh họ làm. Trời đất ơi, soi ra là không thấy cái lớp đăng ký có ông nào. Cuối cùng là ông đi làm gì ta? Đi ra chiến trường bạn mà không biết cách tháo lớp súng, cách ngắm súng thì như nào ta? Rồi sau đó tiếp tục là đi ra đi vận hành. Vậy mình quay lại đi vận hành vụ đó đâu, mình quay lại là nếu như ông Viettel Corporation đi, ông nào đó ông đứng đó ông vận hành cho ông chịu được không? Cho lúc này mình đều mình nói là nếu mà làm không được thì học đó, ăn chắc làm chắc, chứ không phải là cứ đi ra kia thấy thương hiệu uy tín rồi nhận hàng sao là mua số lượng lớn từ mấy ông phân phối về, cái đó chết. Cho thực tế nói nè, cái đó lúc này bây giờ nếu mà chúng ta suy nghĩ ra một cái gọi là một cái ý nghĩa lớn cho xã hội ta như này, cái việc mà không chịu đi học bạn, không chịu đi học mấy cái này để phát huy, để có thêm năng lực, thì suy ra chúng ta đang đi phá hội nữa. Chúng ta hãy hình dung coi, xây dựng cho một hệ thống mạng cho một khách sạn có thể vài trăm triệu cho tới hàng tỷ bạc mà không đi học, không có năng lực, chẳng khác nào bạn đi bằng phá. Và lúc này cái hệ thống mạng nó càng ngày càng xuống, dẫn tới ông chủ tử tốn rất nhiều chi phí trong trường hợp này. Và lúc này là khách hàng, nhà quản lý, nhà điều hành sẽ người chịu này. Chúng ta khi mà chúng ta làm một cái đó vậy, chúng ta hãy nhìn một cái góc nhìn sâu hơn, ý nghĩa hơn so với trường hợp này đó. Cũng giống như hôm trước là mình đề cập bằng cái này xíu, sau đó là chúng ta sẽ kết thúc phần này và kết thúc phần hai nha. Hôm trước bạn này hai bao như này bạn. Đầu tiên là những ông đó là cái chữ, tức là những khách hàng đào tạo của MVN xong. Sau đó ông lợi dụng cái sức ảnh hưởng truyền thông của cái kênh Meeting Việt Nam bạn. Ông được bắt đầu mạo danh fanpage, ông mạo danh trang ra. Sau khi ông mạo danh xong, bắt đầu ông làm gì nữa? Bắt đầu ông thấy bên fanpage của Meeting Việt Nam ông đăng mấy bài viết là cẩn thận với trường hợp mạo danh mà khi đặt mua đó. Thì hay bạn, khi mà một khách hàng bạn họ lên mạng họ tìm kiếm thì tự động nó lọt ra cái trang mạo danh của ông. Thì lúc này bây giờ khách hàng trước đó họ xem qua kênh của kênh Meeting Việt Nam xong, họ xem qua trang web của Meeting Việt Nam xong có đầy đủ chế độ, thì lúc này họ lên mạng họ search, họ đặt mua sản phẩm, nhưng vô tình nó lọt vào cái trang web của người ta. Thì lúc này bây giờ khách hàng hỏi, ủa đây có phải là số điện thoại của Meeting Việt Nam không? Đúng rồi. Tôi muốn đặt mua mã này thì anh có nhận được hỗ trợ thôi không? Có y chang bạn. Sau đó là cái chính sách bảo hành, ông đọc ở cái ông phân phối, ông đọc ý chang cái chính sách của MVN đưa ra, làm thế nào mờ mắt. Sau họ đặt, họ mua về xong cuối cùng quay lại những yêu cầu những tính năng này là gọi xong bạn thấy chưa? Lúc này gọi lại là im liền. Và lưu ý các bạn cái hành động này, khi mà tin phát là đường ai nó đi ngay. Sau đó bạn thì khách hàng họ vào cái fanpage Meeting Việt Nam, họ cầm lên họ phản ánh, ủa sao em mua thiết bị này bên anh mà sao không có, thì chắc là không phải. Họ show ra những trang web này thì lúc này bên truyền thông MVN nó tiếp nhận được là nó xử lý, nó công bố lên. Sau khi công bố xong trên cái fanpage xong, mấy ông nhảy vào ông nói sao này, cái thương hiệu này có phải là của anh hay không?
câu anh có cái thương hiệu này của anh thì sao anh không đăng ký đi bảo hộ bằng bằng quyền hay bảo hộ thương hiệu đi mà anh để vậy? Thì lúc này mình hình dung nè, nếu mà đứng góc nhìn của một cái gọi là một nhà vận hành đó, thì vận hình dung là mình nhìn xuống đó ha, cái thương hiệu của tôi thì có như vậy, tôi để đấy, ông đi ông bắt chước thương hiệu tôi, bây giờ khách hàng họ gọi xong bên em họ cầm lên, tôi đăng bài tôi cảnh báo khách hàng, ông vào đó ông cầm lên ông phản ánh. Sau khi ông phản ánh xong rồi thì lúc này bắt đầu là ông vào bởi vì anh bình luận, ông nói là sao ông không chịu đăng ký bản quyền đi mà bây giờ ông đứng nói. Thì lúc này bây giờ mình nhìn nè, ông vừa đi ông mạo danh cái trang bán hàng của EVN, mạo danh kênh truyền thông luôn, sau đó khách hàng họ mua nhưng họ mua bị nhầm xong rồi đó, bây giờ ông quay lại thì dẫn tới một trò bây giờ bạn hình dung nè, vừa đi mạo danh ta, bây giờ quay lại cầm lên. Thì lúc này đối với trường hợp này bạn hình dung nè, thực tế đối với trường hợp là cái câu hỏi của họ đưa ra EVN không đáng phải xử lý, tôi truyền thông mà không đáng phải xử lý những câu hỏi ví dụ như là tại sao ông không phải đi đăng ký bộ thương hiệu, tại sao ông phải chọn cái đó, hay ông có chứng từ không, thực tế cái đó không phải cái để mà đi chứng minh mình như họ. Và chúng ta suy nghĩ rằng chúng ta không có thời gian đi xử lý những câu hỏi đó, không có cái thời gian đó, chúng ta để chúng ta đi làm nhiều thứ hay hơn, ví dụ tạo ra những cái nội dung hay hơn, hoặc là chúng ta tổ chức ra những cái sự kiện về kỹ thuật hay hơn, chứ không phải đi làm những cái trò đó. Mà bạn thử nghĩ coi, người ta đã đi giả mạo mình còn quay lại mình hỏi nữa bạn, hỏi sao anh không đi đăng ký bảo hộ thương hiệu mà anh kêu một nhóm người bạn vô mà nói ủa chứ vậy, ông đi ông mạo danh tôi, đẻ tôi đã không chăm trước cho ông rồi, tôi chưa ấy mà ông còn làm vậy, tức là ông này ông vừa mạo danh sao ông dùng vô cầm lên. Thì bạn hình dung không, ta lúc này đối với trường hợp bây giờ, đối với cái sự kiện cái kiểu đó bạn, cái vấn đề đó bạn dẹp, nhìn góc nhìn của chúng ta có những thứ đáng để chúng ta phải làm, còn có những thứ nó không đáng, không đáng chúng ta phải tập trung vào làm những kiểu đó. Và khi mà kinh doanh bạn, chúng ta hãy kinh doanh dựa vào chính cái thương hiệu chúng ta có, chứ không phải đi bắt chước con ta. Ví dụ bạn, nếu mà bắt chước con ta là phải bắt chước bằng hơn con ta, chứ đừng bắt chước thua con ta, bắt chước thương hiệu con ta. Ví dụ em bán iPhone hôm trước bạn, cũng có một số bạn nói nè, bây giờ em muốn kinh doanh nha, em kinh doanh sao? Khi mà kinh doanh thì mình có hai ý muốn nói bạn. Thứ nhất bạn, một khi đã làm là làm bằng hơn ta, chứ không có làm thua ta. Thứ hai, khi mà đã làm bằng hơn ta là phải làm gì khác ta, chứ đừng đi bắt chước con ta. Bạn cần giải quyết hai ý đó là tự nhiên bạn thành công rồi. Và khách hàng họ sẽ chọn lựa được những đơn vị thực sự họ phục vụ cho chính khách hàng. Còn những ông khác là bỏ hết, đặc biệt là cái trường hợp mà tiếng tiếng xong là đường ai đi lại này gặp hoài, đặc biệt là khu vực phía Bắc, rất nhiều bạn. Đó, thì lúc này bây giờ đây cũng là một cái vấn đề mà mình sẽ đề cập và mình sẽ hướng dẫn cho ông ta trong một số series tiếp theo. Đây, còn đây, đây thực sự đây là một cái bộ tuyến, đây phòng lab à, phòng lab tại Quy Nhơn. Đây, đây là bộ tuyến CCR1016, hoặc đây là bộ tuyến CCR1016 ở đây. Bộ định tuyến này được sử dụng để làm bạn, đây đây là bộ định tuyến được sử dụng để làm một cái bộ định tuyến trong cái hệ thống chuyên mạch. Thực tế anh này là lấy để chủ yếu là test cái sự việc liên quan tới chuyên mạch và định tuyến trong phòng lab bạn. Và anh này có 12 công quan, và chức năng chính của anh này được sử dụng để thực hiện trong cái nhiệm vụ là thực hiện việc xây dựng một hạ tầng mạng co đảm bảo. Đó, như vậy xong hết bạn, hết nói xong rồi. Như vậy hiện tại bây giờ là mình đã hướng dẫn xong cho chúng ta cái phần số 2 trong việc là chúng ta đến là thiết kế một hệ thống mạng khách sạn có tính chất dự phòng. Đúng không, bạn like, subscribe, và mình cũng sẽ cái này tới nhiều các bạn, và hẹn lại bạn trong những list.